triển không? Để làm quen với giờ thi đấu, U23 Việt Nam có buổi tập muộn vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 3 tại Doha, tức 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Một số cầu thủ có biểu hiện mệt mỏi lúc đầu nhưng nhanh chóng lấy lại được sự tập trung khi cuốn vào các bài tập của huấn luyện viên Chu Jie. Dù đêm khuya nhưng do cả ngày chỉ có một buổi tập chiến thuật nên vị chiến lược gia người Pháp vẫn cho các cầu thủ tập luyện với giáo án nặng. Thì tập giờ tập này thì anh em cũng khá buồn ngủ nhưng mà luôn cố gắng tỉnh táo tập tốt nhất thì có thể được nghỉ sớm nhất. Rồi bản thân em thì các đối thủ thì mình vẫn chưa biết được người ta chơi với sơ đồ gì và có lẽ gần đến trận đấu thì có lẽ các thầy sẽ họp và xem băng hình của đối thủ. Từ khi nắm quyền U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chu Jie rất quan tâm đến vị trí của các thủ môn. Ở các buổi tập, những người gác đền của đội đều được yêu cầu nâng cao kỹ năng chơi chân thông qua việc tham gia tranh chấp, phát động tấn công và phối hợp bằng chân cùng các đồng đội. Nói về điều này, thủ môn Quan Văn Chuẩn cho biết anh sẵn sàng để thực hiện mọi yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra, miễn sao phù hợp với lối chơi của cả đội. Cũng trong buổi tập ngày 20 tháng 3, huấn luyện viên Chu Jie yêu cầu các tuyến phòng ngự và tấn công liên tục phải di chuyển, áp sát trong phạm vi hẹp, thực hiện các đường truyền ngắn với độ chuẩn xác cao. Thực tế, xu thế phát triển của kỹ chiến thuật bóng đá đương đại, khả năng chơi chân của các thủ môn hay các đường truyền ngắn chất lượng ngày càng được đề cao, đóng vai trò quan trọng trong khâu kiểm soát và phát triển bóng của toàn đội. Phương thức huấn luyện viên Chu Jie áp dụng đơn giản là đưa đội tuyển Việt Nam đến gần hơn với xu thế bóng đá tiên tiến và thịnh hành được những nhà cầm quân hàng đầu hiện nay sử dụng. Tại Doha Cup lần này, các cầu thủ sẽ thi đấu với một loại bóng mới, rất khác so với loại bóng đang tập luyện tại Việt Nam. Bóng có phần nảy hơn và khó kiểm soát hơn cho các thủ môn. Bóng này thì khác với bóng của mình thì tốc độ nó nhanh hơn với cả cái cảm giác của nó thì đá thật chân hơn. Nó khó có thể đoán được hơn, bóng nó đi lại. Dạ mình cũng có cái lợi là mình cũng có cái về hai phía. U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập luyện nữa để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Iraq. Đây là một đối thủ được đánh giá có trình độ tương đồng với bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Huấn luyện viên Chu Jie không đặt áp lực chiến thắng cho các cầu thủ nhưng mong học trò thể hiện được hết khả năng của mình.